Với chủ đề vẻ đẹp của sự thông minh nhằm tôn vinh vẻ đẹp các bạn nữ sinh sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin năng động. Tối nay, 45 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa Khôi sinh viên Việt Nam sẽ cùng nhau tranh tài trong đêm chung kết toàn quốc diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, ở thời điểm hiện tại thì các khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc thì đều đã đưa ra những dự đoán và hồi hộp chờ đoán kết quả xem là nữ sinh của trường nào sẽ là tân hoa khôi sinh viên Việt Nam. Vậy cùng chúng tôi điểm qua một số gương mặt nổi bật nhất. Trước thềm chung kết, các thí sinh như là Cao Thị Thanh Thảo, sinh viên của Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Thị Triều Tiên, Trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Thị Phương Thảo, Trường Đại học Hải Phòng, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đại học Ngoại thương, Phạm Thị Thảo My, Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh hay Lê Thủy Cúc, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là top thí sinh nổi bật được khán giả dự đoán có khả năng trở thành tân hoa khôi sinh viên Việt Nam. Theo đó, nữ sinh đăng quang hoa khôi sẽ nhận được giải thưởng 200 triệu đồng kèm vương miện và giấy chứng nhận. Á Khôi 1 và Á Khôi 2 lần lượt nhận được giải thưởng 100 triệu đồng và 50 triệu đồng kèm kỷ niệm chương và giấy chứng nhận. Đặc biệt, top 3 thí sinh xuất sắc nhất còn được tham gia hành trình đi thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2018.